Từ một gia đình làm nông nghèo trở thành triệu phú công nghệ, Sắc Nguyễn Mạnh Dũng đã làm điều đó như thế nào? Sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo khó ở Nghệ An, cha mẹ anh làm nghề sản xuất mắm cá biển. Từ nhỏ anh đã phụ mẹ thái chuối, chăn lợn và các việc làm nhỏ khác để có tiền ăn học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn là động lực để cậu bé Dũng chăm chỉ học với ước mơ thoát cảnh nghèo. Với nỗ lực không ngừng, anh tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Dũng làm ở phòng xuất nhập khẩu cho một công ty Nhật. Được không lâu thì nghỉ việc vì công việc có thu nhập cao nhưng giống như một cỗ máy đều nhàm chán. Sau đó anh đã chuyển sang làm coder cho FPT, vẫn không tìm thấy niềm vui nên một lần nữa anh bỏ việc, dùng tất cả số tiền tích lũy được tại thời điểm đó để du học Nhật Bản. Với sự nỗ lực không ngừng của mình, 27 tuổi, Sắc Dũng đã lọt vào mắt xanh của quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent, trở thành người Việt duy nhất nắm giữ chức vụ giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng của Nhật Bản. Ở đây, Sắc Dũng đã đỡ đầu cho các startup hàng đầu của Việt Nam như Tiki, Nhạc Của Tôi, Topica, CleverS, Luxstay hay Foodie. Đến năm 2021, anh bất ngờ chia tay với CyberAgent và thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của riêng mình là Du Venture với tổng số vốn lên đến 50 triệu đô. Sự thành công của Sắc Dũng đến từ nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ, niềm đam mê với những công nghệ tạo ra giá trị thực cho xã hội. Các bạn có thể cùng thảo luận với tụi mình ở nhóm Tele 5 Phút Crypto nhé.